cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Chúa đã ban cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Điều mà chúng tôi được nghe, được biết mà tổ tiên đã thuận lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai. Đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. Chúa đã ban cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Chúa đã ban cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh và mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa manna rơi xuống trên họ. Người ban cho họ cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Chúa đã ban cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Con người được ăn bánh của những bằng hùng anh. Người ban cho họ lương thực ăn tới cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Chúa đã ban cho họ, Chúa ban cho họ được bánh mới trời. Alleluia.